chào các bạn học sinh lớp 1. Hôm nay cô gặp lại các bạn trong một hoạt động rất là bổ ích. Đó là hoạt động tập đọc. Bắt đầu vào hoạt động học, cô mời các con chuẩn bị cho cô sách giáo khoa lớp 1 tập 2, bút chì, thước kẻ. Các con hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. Đúng rồi, trong tranh vẽ thỏ, nai và gió. Đó cũng là các nhân vật trong bài thơ Mời vào của nhà văn Võ Quảng. Nếu chăm chỉ học, trong bài này các con sẽ đạt được một số mục tiêu: đọc toàn bài, hiểu nội dung bài, học thuộc lòng bài thơ, làm quen vần mới on. Sau đây cô mời các con mở sách giáo khoa trang 94. Các con chú ý lắng nghe cô đọc bài thơ này nhé. Mời vào. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là thỏ. Nếu là thỏ, cho xem tai. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là nai. Thật là nai, cho xem gạt. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là gió. Xin mời vào. Khiển chân cao vào trong cửa, cùng soạn sữa, đón trăng lên, quạt mát thêm, hơi biển cả, reo hoa lá, đẩy buồm thuyền, đi khắp miền, làm việc tốt, Võ Quảng. Các con hãy lấy thước và bút chì, gạch dưới các từ sau đây: gạt, khiển chân, soạn sữa, buồm thuyền. Chúng ta hãy luyện đọc tiếng và từ khó trong bài nào. Gạt, kiển chân, soạn sữa, buồm thuyền. Gạt là gì vậy con? À, gạt là sừng của hươu nai. Các con lưu ý, sừng hươu nai không phải là thần dược trị bá bệnh như lời đồn thổi bên ngoài, mà chúng ta cần bảo vệ môi trường thiên nhiên, nhất là đối với động vật quý hiếm. Trong đó có một số loài hươu nai cần được bảo tồn. Vì vậy, con người không được săn bắt bừa bãi, như vậy là vi phạm pháp luật đấy. Chúng ta cùng tìm hiểu từ kiển chân. Kiển chân là một động tác nhón gót để mình cao hơn. Soạn sữa có nghĩa là chuẩn bị nữa đó con. Buồm thuyền, đây là buồm thuyền. Buồm thuyền là một phương tiện giao thông đường thủy, chúng được chuyển động dựa vào lực đẩy của gió. Chúng mình cùng luyện đọc câu nữa nhé. Cô mời các bạn cùng đọc với cô. Mời vào. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là thỏ. Nếu là thỏ, cho xem tai. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là nai. Thật là nai, cho xem gạt. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là gió. Xin mời vào. Kiển chân cao vào trong cửa, cùng soạn sữa, đón trăng lên, quạt mát thêm, hơi biển cả, reo hoa lá, đẩy buồm thuyền, đi khắp miền, làm việc tốt, Võ Quảng. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các bạn luyện đọc từng đoạn. Bài thơ này được chia ra làm 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, nếu con đọc đoạn thứ nhất sẽ đọc luôn tựa bài nữa. Cô mời các bạn cùng đọc. Mời vào. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là thỏ. Nếu là thỏ, cho xem tai. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là nai. Thật là nai, cho xem gạt. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là gió. Xin mời vào. Kiển chân cao vào trong cửa, cùng soạn sữa, đón trăng lên, quạt mát thêm, hơi biển cả, reo hoa lá,
đẩy buồm thuyền, đi khắp miền, làm việc tốt, võ, quản. Đoạn 4 là đoạn cuối, kết thúc bài, con nhớ đọc tên tác giả. Giờ thì các con hãy bấm dừng video và đọc lại cả bài. Tiếp theo, cô và các con cùng tìm hiểu nội dung bài thơ này. Các con hãy trả lời cho cô câu hỏi: những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà? Để trả lời được câu hỏi này, các con hãy quan sát lại khổ thơ 1, 2, 3. Ta dễ dàng tìm được đáp án đó là thỏ, nai và gió. Gió được chủ nhà mời đến làm gì? À, gió được chủ nhà mời vào để cùng đón trăng lên, quạt mát hơi biển, để đẩy buồm thuyền đi khắp nơi, làm việc tốt. Vậy theo các bạn, thái độ của chủ nhà đối với khách đến chơi như thế nào? À, chủ nhà nên hiếu khách, niềm nở đón những người bạn đến chơi, đúng không nào? Tuy nhiên, ngày nay có một số người xấu, giả dạng làm người quen, đến tìm ba mẹ, ông bà. Nếu con ở nhà mà nhìn thấy không phải người con từng gặp thì đừng mở cửa, đi theo hay làm theo lời người lạ, mà hãy hẹn họ hôm sau đến quay lại gặp ba mẹ của mình nhé. Bây giờ chúng ta hãy học thuộc lòng bài thơ này. Các con lưu ý cho cô, ở đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3 đều có hai dòng đầu giống nhau nên rất dễ nhớ. Khổ thơ 1 nói về thỏ có cái tai. Khổ thơ 2 là nai có cái gạt. Và khổ thơ 3 là nói về gió. Bây giờ cô sẽ che đi một vài từ, các con hãy cố gắng nhớ và đọc lại nhé. Khổ thơ 4 hơi dài, nhưng cô nghĩ nó không làm khó các bạn, vì chúng ta đã đọc rất nhiều và từ ngữ cũng rất dễ nhớ. Cô mời các con nhớ và đọc lại. Bây giờ các con hãy đọc lại toàn bài thơ này một lần nữa. Phần tiếp theo, cô muốn giới thiệu với các bạn vần mới, đó là vần on. Vần on có âm đầu là o, âm giữa cũng là o, âm cuối là ng. Đánh vần o o ng on. Đọc trơn on. Các con nhìn vần on có giống vần nào mình đã học chưa? À, đó là vần ong. Vần ong chỉ có một âm o đứng trước, còn vần on thì có đến hai âm o. Vậy vần on thì thường xuất hiện trong những từ nào? Các con hãy theo dõi tiếp xem cô có từ gì. Cái son. À, đây là từ cái son, hay còn gọi là cái nồi. Cái nồi là đồ dùng nhà bếp rất cần thiết mà cô nghĩ nhà nào cũng có, đúng không nào? Các con hãy đặt câu có từ cái son. Cô có một số câu gợi ý như sau: mẹ mua cái son ở siêu thị. Cái son này rất đẹp. Ngoài ra vần on còn có trong các từ cải son, kín con, bon tàu. Như vậy chúng ta đã kết thúc bài học. Các con hãy luyện đọc lại và học thuộc lòng bài thơ dễ thương này. Tiếp theo các con tìm tiếng trong bài có vần on, tìm tiếng ngoài bài có vần on, vần on. Cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cô hẹn gặp lại các bạn ở hoạt động tiếp theo. Cô chào tạm biệt các bạn.